bạn mà không rõ về cái sản phẩm các bạn dùng, không rõ về cái nguồn gốc hoặc là những cái sản phẩm nó sẽ phù hợp với da chúng ta không ấy, thì tốt nhất các bạn nên các bạn có biết không, hormone androgen nó được xem là một loại hormone gây mụn và chúng được tuyến thượng thận nó sản xuất, nó kích thích hoạt động của cái tuyến nhờn. Khi mà cái tuyến nhờn nó hoạt động mạnh thì nó làm cho da của chúng ta dễ bị bít tắc cái lỗ chân lông và sinh ra vấn đề về mụn. Còn ngược lại các bạn thì cái hormone estrogen ở những người phụ nữ thì có thể giúp cho giảm mụn. Khi mà chúng ta đến ngày đèn đỏ này, cái lượng estrogen nó bị xáo trộn nên là các cô gái hoặc các chị em phụ nữ mình thường hay gặp phải vấn đề bị mụn ở dưới cằm vào những cái ngày ấy, đúng không ạ? Và một số thuốc nó có chứa estrogen nó có thể làm giúp điều trị rất là tốt. Và cái stress đó các bạn, cái stress nó không gây ra mụn đâu. Nhưng mà khi bị stress ấy, nó dẫn đến mất ngủ, cái tâm lý của chúng ta nó bị căng thẳng thì nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta sản xuất ra rất nhiều cái hormone androgen như Thúy vừa nói ở trên. Cái hormone androgen ấy, chính là cái hormone này nó sẽ kích thích cái tuyến bã nhờn của chúng ta, nó gây ra vấn đề về mụn, được chưa ạ? Và cái điều thứ ba các bạn, mụn nó có sẽ thể tăng lên sau khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà nó có gia vị mà nó bị cay ấy, hoặc là những thức ăn mà chứa nhiều dầu mỡ này, những thức ăn có chứa nhiều muối, hoặc là các bạn dùng cà phê nhiều quá mức cho phép. Vì những loại những chất gia vị như vậy ấy, nó có khả năng kích thích, nó tăng cái tiết bã nhờn. Và một số các bạn mỹ phẩm các bạn có thể làm cho cái tình trạng mụn của chúng ta sẽ trở nên bị nặng thêm. Tốt nhất là nếu các bạn mà không rõ về cái sản phẩm các bạn dùng, không rõ về cái nguồn gốc hoặc là những cái sản phẩm nó sẽ phù hợp với da chúng ta không ấy, thì tốt nhất các bạn nên chọn mua những cái loại mỹ phẩm nó có ghi là không gây mụn đầu trắng hoặc đầu đen, hoặc là nó ghi là không gây mụn trứng cá. Đó, các bạn coi những cái thành phần mà nó có chứa ghi như vậy thì các bạn hãy nên mua, được chưa? Và cái điều quan trọng nữa các bạn, cái điều này ấy, cái mồ hôi của chúng ta, khi mà quần áo của chúng ta nó bị ẩm ướt, nó dễ làm ra sinh ra vấn đề nó gây mụn. Vì vậy khi mà các bạn rửa mặt, các bạn nên rửa mặt ngay sau khi mà các bạn làm việc nặng nề hay các bạn ra mồ hôi nhiều á, chúng ta nên rửa mặt sạch thật sạch các bạn và lau lại bằng cái miếng bông gòn tẩy trang là tốt nhất. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.